Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 6 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Long An, chư tăng chùa Thiên Châu trì tụng kinh Dược Sư hàng ngày cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ. Đắk Lắk, Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột thăm các chốt kiểm soát dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh, Quan Âm tu viện tặng hơn 2.500 phần quà cho bà con trong đại dịch Covid-19. 50.000 lọ thuốc Remdesivir trị Covid-19 về Việt Nam. Các ni viện Phật giáo tại Dharamsala bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước cùng cầu nguyện để đại dịch sớm qua đi của Đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bắt đầu từ sáng ngày 27 tháng 7 năm 2021, chư tăng chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã thiết lập đàn tràng trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ. Cứ đều đặn đúng 9 giờ sáng mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 năm 2021 cho đến hết mùa an cư kiết hạ năm nay, chư tăng chùa Thiên Châu dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trụ trì chùa Thiên Châu sẽ trì tụng kinh Dược Sư để hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm qua đi. Mở đầu buổi lễ, Hòa Thượng trụ trì cùng chư tăng bổn tự thành kính thực hiện nghi thức niệm hương cúng dường Tam Bảo và nhất tâm đảnh lễ trước Phật. Trong không gian thanh tịnh và thiêng liêng, chư tăng bổn tự đồng thanh trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai và nhất tâm đảnh lễ 12 đại nguyện của Ngài để cầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân và đất nước. Đồng thời nương nhờ thần lực của Đức Phật Dược Sư gửi năng lượng an lành đến những người đang trên tuyến đầu chống dịch, những nạn nhân của dịch Covid-19 và những người phải chịu ảnh hưởng do dịch bệnh hoành hành. Buổi lễ cũng được thực hiện với hình thức trực tuyến nhằm giúp cho đạo tràng Phật tử ở tại tư gia của mình cũng có thể cùng thực hiện được nghi thức cầu nguyện cùng chư tăng tại chùa. Hiện nay, hơn bao giờ hết, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Qua mỗi buổi lễ trì tụng kinh Dược Sư hàng ngày, không chỉ với mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm qua đi, mà còn nhắc nhở thân tâm mỗi người chúng ta phải nên tuân thủ nghiêm theo chỉ thị của nhà nước, chính phủ để góp một phần công sức của mình giúp đất nước vượt qua nạn dịch lần này. Thưa quý vị, trong những ngày dịch bệnh, tăng ni Phật tử cả nước luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền, đóng góp tài lực, vật lực, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố. Ban Trị sự Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột do Đại Đức Thích Nguyên Huấn, Phó trưởng Ban Thường trực dẫn đoàn cùng chư tôn đức tăng ni đã đến chốt kiểm soát và chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố thăm hỏi, động viên, đồng thời trao tặng bì thư và các nhu yếu phẩm đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đại Đức trưởng đoàn thay mặt tăng ni Phật giáo thành phố đã hỏi thăm điều kiện làm việc, sinh hoạt của lực lượng tham gia chốt kiểm soát, đồng thời gửi lời cầu chúc an lành đến với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, thay mặt chốt kiểm soát tiếp nhận quà tặng từ chư tôn đức. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lòng tri ân sự quan tâm của tăng ni Phật tử thành phố đã dành cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt Hòa Phú. Được biết, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Phú, con đường huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, kiểm soát người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch trở về địa bàn tỉnh nhà có thời điểm ùn tắc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã hoạt động hết công suất, bất kể ngày đêm, thời tiết nắng mưa, góp phần không nhỏ khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. Thành phố Buôn Ma Thuột có 13 địa điểm bị phong tỏa và 4 khu cách ly tập trung. Tại các địa điểm trên, bất kể ngày đêm, các lực lượng chức năng luôn túc trực để đem lại bình yên cho người dân thành phố.
Mặc dù các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã có chế độ của nhà nước, nhưng cũng rất cần sự quan tâm, yểm trợ về tinh thần và vật chất của các tổ chức cá nhân để các lực lượng tham gia bảo vệ yên tâm hoàn thành công tác của mình. Dự kiến trong thời gian tới, Giáo hội thành phố sẽ tiếp tục thăm và tặng quà để kịp thời động viên các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung trong địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu dịch cho đến nay, chư ni tại Quan Âm Tu Viện, quận Phú Nhuận đã trao tặng hơn 2.500 phần quà cùng nhiều dụng cụ y tế, đồ bảo hộ. Trước tình hình thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3 tháng 8 năm 2021, Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm Tu Viện quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã phát 500 phần quà cho bà con phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức và 500 phần quà cho hộ nghèo trong khu phong tỏa quận Bình Tân. Trước đó, Sư cô Thích Nữ Huệ Đức cũng đã trao tặng đồ bảo hộ y tế cấp 2, 3, 4 khẩu trang N95, máy hút đàm, máy tạo oxy tặng các bệnh viện Ung Bướu 2 và bệnh viện Dã chiến số 8, bệnh viện Dã chiến số 3, bệnh viện Dã chiến 175. Các phần quà từ thiện đều do các Phật tử và mạnh thường quân trong nước, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc và Phật tử kiều bào ở Mỹ gửi về ủng hộ. Được biết, trong ngày 6 tháng 8 năm 2021, Quan Âm Tu Viện sẽ phát thêm 500 phần quà cho công nhân quận Tân Bình và 250 phần quà quận Bình Tân. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn 1 lít, 1 kg đường, 1 gói bột nêm, 1 gói nuôi 1 kg, 1 bịch rau củ quả. Trị giá các phần quà là 400.000 đồng. Các phần quà được gửi đến bà con là tất cả tấm lòng từ bi, tinh thần tương thân tương ái của người con Phật, phụng đạo giúp đời, làm ấm tình người trong đại dịch. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, ngày 27 tháng 6 năm Tân Sửu, Đại Đức Thích Minh Trí, trụ trì Chùa Long Bổ, huyện Càng Long đã kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh khởi động chương trình Giọt Sữa Từ Bi nhằm hỗ trợ trẻ em trong khu phong tỏa đang cách ly tại huyện Trà Cú. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Trà Vinh đang diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 406 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải là các huyện phát sinh nhiều ổ dịch và có ca tử vong. Đặc biệt, riêng huyện Trà Cú đến nay đã ghi nhận 140 ca bệnh. Từ lúc dịch bệnh bùng phát đến nay đã gặp khó khăn không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân, trong đó có các trẻ em, gia đình lao động. Cảm thông được sự khó khăn thiếu thốn của các em nhỏ, Đại Đức Thích Minh Trí đã vận động quý mạnh thường quân gần xa cùng chăm lo hỗ trợ cho các em. Chương trình lần này, Chùa Long Bửu đã ủng hộ 100 thùng sữa, 4.800 hộp cùng 650 phần bánh điểm tâm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các phần quà này đã được gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chuyển tới các trẻ em trong khu phong tỏa đang cách ly tại huyện Trà Cú. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh đã đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, trong đó có Chùa Long Bửu đã luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chương trình Giọt Sữa Từ Bi của Chùa Long Bửu lần này nhằm thể hiện sự quan tâm của Phật giáo cũng như cộng đồng đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cho các em có thêm động lực vượt qua khó khăn để trở thành những mầm xanh của đất nước. Kính thưa quý vị, cuộc chiến chống COVID-19 có thể còn kéo dài. Trong lúc đất nước gặp khó khăn thì những hành động đẹp của mỗi cá nhân tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Tinh thần ấy cần được lan tỏa và hưởng ứng nhiều hơn, góp phần củng cố một niềm tin và thực hiện mục tiêu chiến thắng dịch bệnh. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, Quỹ thiện nguyện AV Foundation thuộc tập đoàn AV Group phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kết hợp cùng Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bảo an ninh Thủ đô và các tổ chức thiện nguyện đến thăm tặng quà cho bà con gặp khó khăn trong các khu cách ly thuộc quận Hoàng Mai. Theo đại diện Thành đoàn thành phố Hà Nội cho biết, quận Hoàng Mai hiện nay đang là quận có số ca nhiễm lớn với nhiều ổ dịch. Do là quận có nhiều khu vực phong tỏa nên các lao động tự do, công nhân và người dân nơi đây đều phải nghỉ việc, gặp khó khăn về thu nhập và khó khăn trong duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Để giúp người dân phần nào vơi bớt những khó khăn tại các chốt phong tỏa phòng chống dịch, đại diện Quỹ thiện nguyện AV Foundation, ông Trần Thanh Bình đã trao tặng 60 suất quà là lương thực, nhu yếu phẩm và động viên bà con vững tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Những suất quà được gửi tới đã kịp thời động viên tinh thần bà con và cán bộ chống dịch.
Rất là cảm ơn đến các tập đoàn kinh tế cũng như là các cái tổ chức cơ sở cũng như là các cơ sở của Hà Nội, quận Hoàng Mai đã tạo điều kiện để tặng bà con những cái quà, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó mang đầy ý nghĩa là tính cộng đồng, tính liên kết giữa quân nhân dân, các cái doanh nghiệp với cả chúng tôi cảm thấy nó phần nào tự tin ấm lòng. Được biết, từ khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành chỉ thị số 17 CDUBND, theo đó Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố cho đến nay, tập đoàn AV Group đã nghiêm túc thực hiện đóng cửa, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ trực tiếp, chuyển sang hình thức hoạt động online. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 8, thực hiện chương trình AV chung tay đuổi bay COVID, đại diện tập đoàn AV Group, quỹ thiện nguyện AV Foundation cũng đã đến trao tặng các phần quà với tổng trị giá 150 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Quỹ thiện nguyện AV Foundation cũng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhằm chung tay cùng thành phố Hà Nội và người dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2021, tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã tổ chức đến trao kinh phí, trang bị, hàng hóa, hỗ trợ huyện Đồng Phú cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Phú, Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy đã chia sẻ động viên các cấp chính quyền và người dân huyện Đồng Phú cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh đoàn Bình Phước, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh và các mạnh thường quân đã hỗ trợ Đồng Phú 30 triệu đồng tiền mặt, 300 bộ quần áo bảo hộ, 5.000 khẩu trang, 200 chiếc mền. Số kinh phí và hàng hóa này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến huyện Đồng Phú. Còn lại 100 thùng mì tôm, 300 kg rau củ quả sẽ chuyển cho ban tổ chức chợ lưu động không đồng để hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, sư cô Thích Nữ Hương Quang, trụ trì chùa Bảo Lâm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các Phật tử đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 1.400 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm, gạo, rau, củ đến bà con khó khăn trên địa bàn quận 9, quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi, với tổng số tiền trị giá 241 triệu đồng. Là một vị ni trẻ, thực hiện lời kêu gọi của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sư cô đã không ngần ngại cùng ni chúng và Phật tử đóng góp tịnh tài, tịnh vật để đóng gói thành những món quà ý nghĩa gửi đến bà con gặp khó khăn trong mùa dịch. Với tinh thần từ bi của người con Phật là cứu khổ ban vui, sư cô luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ cho bà con trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế sáng ngày 6 tháng 8 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 5 tháng 8 đến 6 giờ ngày 6 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới trong nước, trong đó có 823 ca trong cộng đồng, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.563 ca. Tính đến sáng ngày 6 tháng 8, Việt Nam có 189.066 ca nhiễm, trong đó 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 185.162 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về điều trị, đến nay tổng số ca được điều trị khỏi là 58.040 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 486 ca và số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Về tiêm chủng, trong ngày 5 tháng 8 có 442.422 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều. Và cũng trong sáng nay, gần 600.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua của công ty VNVC về đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Kính thưa quý vị, chuyến bay chở lô thuốc kháng virus COVID-19 Remdesivir do công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất dưới sự cho phép của Gilead Sciences, Hoa Kỳ đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 5 tháng 8. 50.000 lọ thuốc Remdesivir đầu tiên trong số 500.000 lọ do Vingroup nhập khẩu tặng Bộ Y tế về đến cảng hàng không Tân Sơn Nhất tối ngày 5 tháng 8. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn tối qua cho VN Express biết, ngày 6 tháng 8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ họp hội đồng chuyên môn bổ sung thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19. Thông tin từ tập đoàn Vingroup, do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ nên thuốc sẽ về nước nhiều đợt. Dự kiến tuần sau khoảng 100.000 lọ nữa về đến và chuyển cho Bộ Y tế phục vụ khẩn cấp điều trị bệnh nhân nặng. Số còn lại sẽ lần lượt về trong tháng 8. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt khẩn cấp vào tháng 10 năm 2020 để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại Việt Nam, Remdesivir chưa được Bộ Y tế cấp phép. Hôm ngày 3 tháng 8, Thứ trưởng Sơn cho biết Bộ Y tế đang nghiên cứu đưa Remdesivir vào phác đồ điều trị, sẽ cấp phép để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn biến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5 năm 2020, là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh tác động ngày càng lớn của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhiều khu vực của Ấn Độ và trên thế giới bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Dharamsala, bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nằm trong số nhiều khu vực ở Ấn Độ và trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi lũ quét vào mùa hè này, gây ra thiệt hại và sức tàn phá diện rộng sau khi một trận mưa 300mm được báo cáo đã rơi xuống chỉ trong 30 giờ. Cảnh quay được các phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy hậu quả dữ dội của một trận mưa lớn tại Makhleodgani, thượng nguồn Dharamsala. Ô tô bị cuốn trôi bởi dòng nước bùn, trong khi nhiều tòa nhà cũng được báo cáo là đã bị phá hủy hoặc hư hại, và sân bay địa phương đã hủy các chuyến bay đến. Truyền thông địa phương cho biết, ít nhất 12 người chết trong các trận lở đất ở thung lũng Bos gần đó sau trận mưa xối xả, bắt đầu vào ngày 12 tháng 7 và tiếp tục trong vài ngày. Dự án Ni Giới Tây Tạng, một tổ chức từ thiện được thành lập tại Hoa Kỳ có trụ sở tại Sector và quận Kankra của Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã báo cáo rằng bốn tu viện Phật giáo mà tổ chức này hỗ trợ là Ni Viện Dharmalinga, Ni Viện Gadangjoyling, Ni Viện Học viện Sukhsep và Ni Viện Tilukpur nằm trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ lụt. Tổ chức này cho biết mặc dù nước lũ đã ảnh hưởng đến các tu viện nhưng các ni chúng vẫn an toàn. Các ni chúng vẫn an toàn, nhưng ni viện đã bị cúp điện, dự án Ni Giới Tây Tạng chia sẻ. Khu vực địa phương bị mất điện vào ngày 12 tháng 7 và có thể sẽ không được khôi phục trong một vài ngày. Ở Dharamsala, các nỗ lực đang được tiến hành để giải tỏa các tuyến đường và các con phố bị tắc nghẽn sau khi bùng tràn xuống các sườn núi. Với dân số khoảng 53.000 người, Dharamsala có lẽ được biết đến nhiều nhất với số lượng lớn người tị nạn Tây Tạng, với nhiều tu viện Phật giáo Tây Tạng nằm trong khu vực. Các nhà chức trách ở Dharamsala đã ban hành một khuyến cáo cảnh báo khách du lịch, người hành hương và cư dân địa phương tránh đi lại không cần thiết. Vì 142 con đường được báo cáo là bị tắc nghẽn tại Himachal Pradesh, các đội từ lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia đã được huy động đến bang để thực hiện công tác cứu trợ. Kính thưa quý vị, phần tin Phật giáo quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin 20 giờ hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý.